Dư Tư xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới mua một bộ Twitch dùng để mở các thiết bị điện tử nhỏ như điện thoại, laptop. Bộ của mình ở đây là của hãng Orico, một hãng rất nổi tiếng và tương đối chất lượng. Mình xin được chia sẻ cùng các bạn về bộ Twitch này. Bộ Twitch này là loại ST1BK. Bộ Twitch gồm có 25 món, bao gồm một Twitch và 24 đầu. Trong 24 đầu thì gồm có các loại đầu dẹp, đầu chữ thập, đầu tam giác, lục giác, ngôi sao, đầu chữ y và một đầu tròn. Kích cỡ nhỏ từ 0.8 đến 3.0mm. Toàn bộ 25 món được gắn vào một miếng da hình chữ nhật, khi gấp làm 3 tạo thành một cái ví rất là chắc chắn và rất là khó rớt ra ngoài. Mình đã sử dụng rất nhiều loại Twitch dạng này nhưng chất lượng kém, sau một thời gian thì bị hư đầu hoặc là rỉ sét. Nhưng loại Orico này mình thấy rất chắc chắn và chất lượng tương đối tốt. Về giá của bộ Twitch này thì dao động từ 150.000 đến 350.000 đồng tùy nơi bán. Và trên thị trường hiện nay, loại này cũng có hàng nhái với giá bán rẻ hơn, trên dưới 100.000 đồng. Một số ưu điểm của bộ Twitch này là giá rẻ, chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng. Ngoài khuyết điểm thì có lẽ mình thấy một khuyết điểm duy nhất, đó là việc thay đầu Twitch thì tốn thời gian. Phần giới thiệu bộ Twitch Orico của Dừa Tươi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.